sợ nhãn mà sao mà câu được cá này. Ừ. Con cá mà đầu mày lua hả? Lua gì mà lua? Từ nãy giờ rớt được 3 con rồi. Vừa mới lên. Trời ơi, làm mang cá bớt rồi. Đâu kia bớt rồi nha, 7 kia nha, mang này 7 kia câu. Trực tiếp mà đừng có chửi tầm bậy bạn nha. Nó kêu gì đá gì ta? Hãy qua đi ta. Hãy bật tạm hở ở đây nha. Con cá. Đi trong đó. Ra đúng rồi, ra. Nơi của ngồi cá luôn chứ không phải là ngồi đó 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 rồi mất mà khỏi đâu nó muốn mất con rồi trời nội bị phim bị phim bị phim bảo không thôi không chung bị lực lực thôi mất mà bực đang sông Côn đang sông Côn. Đủ mấy cái này mày bắt được vài con chứ mấy một con đâu. Bắt hết bài cái em rồi nó còn nó lặn mày thấy dấu hiểu không? Ờ. Thì nãy nó ăn cơm chập mấy lần cho nó cũng khúc mà. Tao nói mày thay cái lưỡi cái câu vô. Đâu nó biết, đâu có biết cái bóp. Thì tao nói thay lưỡi mà. Tao nói thay lưỡi đi. Côn nùng sông rồi nghe nó sướng tai thế sao vậy? Thích mình, thích mình, thích mình. Thích mình. Chưa biết là con cá gì nhưng mà hy vọng là cá bóp. Còn cái trong thẳng... cá trứng lan. Sáu. Đứng như trong cái lại trong. Đứng giữa, đứng giữa. Mày cũng vô giữa luôn. Sáu chén nói là con cá bóp. Cá bóp bự lắm. Bự thì con này quay mà giờ quay mà như này chắc cùng 6 kg. Đó 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 đó. Bóp mà. Để cho nó tự chạy cho sáng. Câu nó để đó rồi. Đâu rồi, ngay sẵn sàng nó rồi, từ nó đúng rồi. Đó, rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời lắm nữa, lắm nữa. Rồi. Ê, để ý em xuống giùm cái. Ờ, thôi. Rồi. Rồi. Kết, rồi, rồi, kết thúc video bắt cá bớp. Gỡ cái lưỡi ra, cái lưỡi ra. Đó. Nhìn mát bạn ơi. Mát nhìn nhìn nha. Cái con cá gì á? Thì mắc vào ba lưới luôn ghê tớ rồi. Trời ơi. Bỏ đại ra. Bỏ đó đi. Hả? Bỏ đi. Bỏ đó đi. Tính sau giờ đi lên la. Chà, tiếng côn nghe rất là đã. Đây là con thứ ba nha. Nó đâu biết là có cột cái gì đâu, nó chạy đi lùa hả chú yêu? Ờ, hôm nay đi lùa. Trời ơi, côn gì mà xả gì mà giữ người ta? Trời, đúng rồi, chú bám kìa, thấy cái kia, cái bám á, kia đang bám theo. To nha. Anh nhìn theo kia là ra cái bự à. Mỗi tay cái thứ nhất ơi. Ba con này nè, hai con thứ ba lần ly. Con đó kia nha, theo dõi kia chú. Không, cái thằng kia đó là đâu? Nó quằn qua cá lặn. Nó có mù đâu một câu. Cái thằng rồi. Ok, nhẹ nhàng quá. Anh này mệt rồi, anh này thì không sao, lấy khấu. Cứ khấu cho chắc đi. Rồi.
Ê, từ bình tĩnh nha mày. Cái thằng mà làm rau hồi hộp có mày. Mày làm hồi hộp quá. Mày làm hồi hộp quá. Chết rồi. Trời ơi, khấu con cá mà mày lua hả? Lua thì mày lua dữ hả? Trời, lua cái con mồi này có 40.000 chứ mấy? 450 mày mẹ. 450 hả? 450. Con mồi 450. Ủa gì hả? Mắc dữ hả? Con mồi 450 mà từ nãy giờ rớt được 3 con rồi. Tao bảo là phải làm 4 con thôi chưa? Đó. Nè, nó chạy nguy hiểm lắm, người ta tiêu sắp được bay chết luôn á. Dùng câu ra. Nới câu ra chứ. Nới câu ra. Trời ơi. Mồi 450 này cũng ngon đó hả? Con có kéo nổi lên chưa anh? Bé hàng đầu nó câu được mà nó quằn nó phé luôn. Quằn theo cái đó. Phé nó lặn luôn chứ sợ gì cái ông nó lặn rồi mất rồi chứ. Nó có mồi nó dịch mẹ đó quằn. Nó không biết. Chẳng biết. Nó gãy mẹ lưỡi rồi. Mẹ rồi. Nó gãy chấu rồi. Một cá không sao đâu. Mẹ thay lưỡi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha. Quăng theo chiếc ghe nó là ra cá. Cái thằng đó nó quăng nó lặn với thằng hồn thẹo. Nó mà có điện thoại nó gọi cái chữ đó. Gọi nó không nghe. Cái điện thoại mà chạy ra mùi lông quăng cái lặn nó ăn ngon luôn là mình. Cá vừa câu nha. Vừa mới lên. Trời ơi, làm một ba cá bớp rồi. Bây giờ quay lại câu tiếp. 6 kg bớp rồi nha, 7 kg đó, ba con này 7 kg chú. Chặn thắng thôi. Ba con này 7-8 kg rồi, 7 kg rồi nha. Chị cái này đó anh, ra kéo chưa? Không hiểu làm lặng mẹ kéo rồi. Kia. À đây, quật cái đầu luôn. Nó bỏ cùa. Đóng rồi. Để con chặt nó, lấy lưỡi, nhưng mà nó ăn 6 lưỡi là được rồi. Đó, kéo nha. Được. Đã gì theo cái bự á. Gì theo cái bự á, coi nó nổi thôi. Mày ngồi yên đó, mày theo dõi cái to á. Theo dõi cái to á. À, trên ghe bố. Đủ của xe dữ dằn luôn á. Trên ghe bố anh em là con này con thứ tư nha, con tự cho bố con nha. Con này con thứ tư đang lên nha. Đủ mẹ cái đồ bắt họ chạy. Đừng có đụng mẹ đang ấy này, đang trực tiếp á, đừng có chửi tầm bậy bạ nha. Ủa con cá bự đâu bảo. Trời ơi, tiếng côn gì mà nó kêu gì đá gì ta. Máy của anh đi ta. Máy của bọn nha. Máy mượn của bọn ha. Máy mượn tặng. Tới rồi. Màu trúng miệng luôn. Từ nó sút cái ổ máy. Ở cái thằng này. Ông thầy à. Làm gì mà hồi hộp quá. Đầu mày. Đó,
từ đã lên nha. đạp trời ơi, ơi. Bộ quân lực là chỉ cần nha. Đã bảo gì con cá bự bảo mày như nó cái cần mày theo cái kia nó. 1 2 theo cái kia nó. 3 4 cái chày đâu rồi trời ơi này. Kiểm tra coi lông gà sau, kiểm tra coi lông gà sau, đúng rồi sao mọi người thấy bọn này bỏ cái chém chia chia cho người gọn cái bẫy luôn đó bữa luôn á luôn cầu cho nó lật con không lấy cái nhát quăng ra ngoài để tôi sao ra lông ra làm gì luôn. Bình thường bình tĩnh làm của mình không có qua đâu mà nó làm gì có lưỡi mà nó bắt mà không phải của mình. Nắp quý cho tao không? Không? Để nó lấy con á, cái gì? Mày nắp không biết câu bồ này hay không? Không đó, biết nó có câu bồ này không không? Còn cá bự ra mày, bảo bảo theo kia nó không? Có bự đâu rồi? Nãy giờ mày thấy cuối cùng là chỗ nào? Quá bự hùng, bự ơi! 4 con rồi! 4 con nha! Đâu rồi? Đây, đang còn gãy đây. Thôi nha, chị sẽ tăng nha.